Nhân dịp lễ Ta của đồng bào Khmer ngày 6 tháng 10 tại Quỹ ban nhân dân quận Đinh Kiều, ban dân tộc thành phố phòng dân tộc quận Đinh Kiều tổ chức họp mặt hơn 30 người có quy tín là dân tộc Khmer trên địa bàn quận. Lễ Ta của đồng bào Khmer diễn ra trong khoảng cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch. Đây là dịp để đồng bào và chư tăng Phật giáo Nam Tâm Khmer tỏ lòng thành kính tưởng niệm báo hiếu ông bà tổ tiên, những người có nhiều công đức đối với quê hương đất nước. Trong 9 tháng qua, quận Ninh Kiều đã tặng hơn 770 phần quà cho người có quy tín, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, với tổng giá trị hơn 329 triệu đồng. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó ban dân tộc thành phố, mong muốn trong thời gian tới, những người có quy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận Ninh Kiều nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung sẽ tiếp tục tích cực vận động nhân dân con cháu trong gia đình, dòng họ đoàn kết phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nhân quá, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Dịp này, ban dân tộc thành phố và quận Ninh Kiều đã trao tặng 35 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho những người có quy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.